Ngày 13 tháng 2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cảnh báo Ukraine rằng tốc độ sử dụng đạn dược của nước này đang nhanh hơn nhiều so với khả năng cung cấp của các đối tác. Hãng tin Reuters dẫn lời người đứng đầu NATO cho biết tình trạng này đang gây áp lực lên các ngành công nghiệp quốc phòng của phương Tây, nhất là trong bối cảnh Nga tăng cường các đợt tấn công. Ông Stoltenberg cho biết mức độ sử dụng đạn dược hiện tại của Ukraine cao gấp nhiều lần so với khả năng sản xuất hiện tại của phương Tây. Theo một số ước tính, Ukraine đang bắn tới 6.000 đến 7.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Ông Stoltenberg cho biết thời gian chờ để được cung cấp đạn cỡ nòng lớn đã tăng từ 12 tháng lên 28 tháng và các đơn đặt hàng hôm nay sẽ được giao sau 2 năm rưỡi nữa với tốc độ sản xuất hiện tại. Giới lãnh đạo quốc phòng Kiev trước đó đã dự đoán Nga sẽ đẩy mạnh tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột đã kéo dài gần một năm mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc sớm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi phương Tây gửi thêm vũ khí để hỗ trợ nước này. Các đồng minh phương Tây đã nhóm họp vào ngày 14 tháng 2 tại Bruxelles của Bỉ để thảo luận về các nhu cầu về vũ khí của Kiev, trong đó bao gồm máy bay chiến đấu, theo thông báo trên trang web chính thức của NATO. Tổng thư ký NATO cho biết các đồng minh đang thảo luận về việc gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine. Trong suốt chiến sự, phương Tây đã hỗ trợ nhiều lô vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Tuy nhiên, hiện Mỹ vẫn chưa quyết định gửi tiêm kích F-16 theo yêu cầu của Ukraine do lo ngại điều này có thể đẩy Washington vào một cuộc xung đột trực tiếp với Moscow. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.